anh chị không thể nào tin được đâu. Con loa khủng long chưa tới 2 củ anh chị. Chưa tới 2 củ. Đó. Nhưng mà là khủng long con. Đây. Khủng long con nha. Nếu như các bác nào thích âm thanh của con khủng long anh, khủng long bố. Đó. Nhưng mà không đủ kinh tế, không đủ tài chính thì mình sử dụng keo con này. Vẫn gọi là hai bát, vẫn gọi là hai trép, vẫn gọi là hai micro, có tay sách cho mình luôn. Đấy, và trên cái con loa này nó còn tiện lợi hơn rất chi là nhiều nữa. Nếu như mà mình đi chơi đi du lịch nữa thì mình có thể xách đi được. Đó, chứ không thể nào mà anh chị có thể xách một con loa dài bát như thế này mình đi du lịch, đúng không? Đó, một loa như thế này anh chị có thể vui chơi lên đến 15 người cho em. 15 người. Đây, mẫu này mang tên là khủng long con QS229A. Đi kèm cho mình hai micro, pin sạc cực kỳ lâu ấy. Pin sử dụng cực kỳ lâu luôn. Đó, tầm khoảng là hơn 2 tiếng nếu như anh chị hát karaoke và hơn 3 tiếng khi mình nghe nhạc. Con này nha, quá đã luôn anh chị ơi, con này mà chơi thì thôi, không còn gì để chê. Khỏi chê, khỏi chê cho em luôn. Đây tiếng âm thanh đó nè. Cũng rất là sáng, bolero, nhạc sạc gì đó chơi tới cho em. Con QS229A, một loa khủng long con chưa tới 2 củ, nói chung là chưa tới 1 củ rưỡi luôn á, là anh chị đã có thể sử dụng một con loa như thế này rồi, quá đã.